Chào các bạn, tôi là Nguyễn Công Trình và trong cái ngày hôm nay tôi sẽ trình bày cho các bạn, chỉ cho các bạn cách để chúng ta viết một cái CV bằng tiếng Anh mà nó đẹp và nó cụ thể trong trong vòng chưa đầy 10 phút. Đấy. Ok, thì các bạn có thể liên hệ tôi qua cái Facebook nếu mà có gì đó thắc mắc hoặc là cần tôi tư vấn. Vậy thì đầu tiên câu hỏi đầu tiên của chúng ta được đặt ra đó là thế nào là cái CV chuyên nghiệp? Nào CV chuyên nghiệp, không? Thì trả lời như sau: CV chuyên nghiệp là một cái CV có đủ 6 thành phần như sau: thông tin cá nhân, chắc nữa tôi sẽ chỉ cho các bạn biết. Đúng không? Nền tảng học vấn, đấy, cái nền tảng học vấn, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng chuyên môn, mối quan tâm và những thành tựu đạt được, cuối cùng là cái mục thông tin tham khảo, một ngày không có thì cũng không sao cả, đúng không? Bây giờ chúng ta vào cụ thể chúng ta viết nào. Ok, mở đầu cái CV của tôi thì bạn nhìn thấy này, dòng đầu tiên tôi sẽ viết hoa nhé, để là tầm 20, 18 đến 20. Đấy, đây này. Các bạn để cỡ chữ là tầm 18 đến 20. Các bạn viết hoa. Ok chưa? Bạn căn chỉnh nó ở chính giữa. Chính giữa. Được chưa? Tôi để 20 đi cho nó đẹp. Đấy. Cái mục đầu tiên chúng ta phải quan tâm đó là thông tin cá nhân. Cái mục này. Mục đây chính là thông tin cá nhân. Đấy, tôi phóng to lên cho các bạn nhìn thấy. Thông tin cá nhân. Thông tin cá nhân đầu tiên cái thông tin cá nhân ấy đầu tiên là bạn cần phải có số điện thoại của các bạn là để nhà tuyển dụng gọi liên hệ cho bạn. Ok chưa? Email của chúng ta thì lưu ý ấy, là tên email phải nghiêm túc. Chúng ta không sử dụng tên email ví dụ như là Hotboy Sài Gòn chẳng hạn đấy, hoặc là bán thức bóng đêm chẳng hạn, những cái email như thế, những cái tên email như thế thì chúng ta không sử dụng, được chưa? Những email này là tên email này là không được sử dụng. Ok. Chúng ta còn phải chèn mạng xã hội vào nữa, mạng xã hội của bạn là ví dụ bạn có thể là sử dụng cái gì được, sử dụng YouTube hay là LinkedIn chẳng hạn đấy, mà tôi thường sử dụng là tôi sử dụng LinkedIn này, đây là cái mạng xã hội, mạng xã hội tuyển dụng. Đấy, nó rất phù hợp và người ta có thể cái nhà tuyển dụng của bạn ấy nó vào mạng xã hội này để xem tức là bạn có được những kỹ năng nào, bạn có mối quan hệ nào, bạn có những cái chia sẻ nào đấy để họ họ cân nhắc đánh giá bạn đấy. Và đây chính là cái mà tôi viết và tôi khuyên các bạn nên để kiểu chữ là khoảng 14 cho đến 12, thông thường tôi để là 12 đấy, để như thế. Và tôi sẽ chỉ cho các bạn cách chèn 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 vào, đúng không? Ta chọn insert, chọn heading và chúng ta chèn cái link LinkedIn của các bạn vào. Ok đấy. Và đây chính là cái địa chỉ của bạn. Cái này không có cũng không sao. Đó là chúng ta xong cái phần thông tin cá nhân rồi, đúng không? Xong phần thứ nhất. Ở cái phần thứ hai là bạn cần phải liệt kê ra những cái nền tảng học vấn của các bạn. Thì bạn cần phải liệt kê ra trong ngắn hạn và trong trong dài hạn. Trong dài hạn liệt kê ra hai cái này,
con bằng cấp gì? Có bằng cấp gì? Học hàm gì? Đấy, trong dài hạn bạn cũng sẽ có những cái bằng cấp, cái học hàm gì. Rồi, chúng ta liệt kê ra. Đấy. Và các bạn hãy xem cụ thể tôi viết như thế nào nhé. Ok. Đây là cách thức mà tôi viết này. Education. Từ giai đoạn 2008-2012, tôi học tại Lạc Hồng và tôi tốt nghiệp tại trường này. Đây là thông tin ví dụ nhé. Tốt nghiệp kỹ sư hóa học đấy. Năm 2012, năm 2015 thì tôi học tại trường Đại học Thái Nguyên. Tốt nghiệp điện tử vi sinh. Đấy. 2015 đến 2017 thì tôi học tôi làm việc tại bệnh viện An Nhơn với vai trò là kỹ thuật viên. Đấy. Đây là chúng ta liệt kê ra những cái bằng cấp và những cái kinh nghiệm. Mục tiếp theo chúng ta cần phải quan tâm đó là kinh nghiệm làm việc. Work experience. Tôi không biết đọc từ này nhé, tại vì tôi kém tiếng Anh tí. Đấy, một này. Các bạn để nó là tầm 16. 16 là ổn. Đây là một cái ví dụ mà tôi lấy từ trên mạng về của một bạn sinh viên. Và chúng ta xem thử cách bạn ấy làm như thế nào nhé. Các bạn ấy làm. Không, bạn ấy liệt kê ra. Từ năm 2016 cho đến năm 2017, bạn ấy là giáo viên tại cái trường này. Bạn ấy dạy cho sinh viên. Đấy. 2015 đến 2017 thì bạn ấy làm cho một cái thiết kế web. Và ở phía dưới này chúng ta có thấy hai cái mục chấm tròn nhỏ này không? Hai mục này chính là gì? Đó chính là hai cái mục mà liệt kê ra những cái công việc mà bạn ấy đảm nhận. Đấy. Và tôi nhắc lại một lần nữa là các bạn cần phải lưu ý cái này. Không? Các bạn cần phải lưu ý cái này. Đây cần phải có cái mục nhỏ ở phía dưới. Nhỏ ở phía dưới. Để chỉ ra cụ thể công việc của chúng ta. Cụ thể tôi viết như thế nào mà các bạn xem tôi viết nhé. Chẳng hạn như đây là cái mà tôi viết. Bây giờ tôi sẽ phóng to lên để các bạn thấy. Chứ để kiểu chữ này là kiểu chữ chuẩn đấy. Chữ cỡ 12-14 là được rồi. Phóng to lên. Đấy. Thì trong giai đoạn hay ví dụ như tôi ví dụ như thế này. Ví dụ nhá. Đấy. 2010 đến 2011 thì là kỹ sư hóa học. Thì tôi liệt kê ra này. Tôi đã nghiên cứu và làm thành công với chế tạo bia này. Đấy, nghiên cứu chế tạo thành công thuốc nổ này. Đấy, chẳng hạn như thế. Đây là cái công việc chung đúng không? Còn cái này chính là cái gì? Hai cái mục nhỏ này, hai mục này chính là cái gì? Đó là công việc và thành tựu cụ thể. Đấy. Cái này cũng thế. Và các bạn cũng có thể thấy xem tôi này trong cái giai đoạn 2012-2017 tôi ví dụ như thế nhé. Ví dụ như thế. Đấy. Tôi ví dụ như thế. Thì tôi đã học và tôi liệt kê là đã học. Vậy thì nhà tuyển dụng sẽ hỏi là nhà tuyển dụng sẽ muốn biết là bạn đã học gì. Đấy. Thì bạn liệt kê đây này. Bạn liệt kê này. Tôi học là tôi đã sửa chữa các thiết bị y tế chẳng hạn. Đấy. Học về kinh doanh các thiết bị y tế. Đấy. Đó là những thứ mà tôi đã học thì tôi liệt kê cụ thể ra.
cần có một cái mục lớn và một cái mục nhỏ. Đây chính là cái mục lớn này. Đây là những mục lớn này. Những mục lớn. Đấy, đây là mục nhỏ này. Mục nhỏ. Đây các bạn liệt kê ra như thế. Đấy, các bạn trình bày sao cho nó đẹp. Ở đây thì tôi copy qua Google dịch cho nên là chắc chắn là sẽ có những cái mà chữ tiếng Anh nó không đúng. Đúng không? Và cái mục tiếp theo nữa là những mối quan tâm, thành tựu, kiến thức mà bạn đã được. Đây, cái mục này thì chúng ta cần phải đưa vào, nhấn mạnh nó, để nhấn mạnh nó. Chẳng hạn như là bạn là sinh viên mới ở trường nha. Thì bạn cần nhấn mạnh là bạn có những cái kỹ năng gì. Đấy. Bạn cần có là bạn có những cái kỹ năng ví dụ như là đàm phán, kỹ năng giao tiếp, là bạn tiếp nhận một cái điều hành một cái cán bộ đoàn chứ ạ. Thì bạn thêm vào một thì đây chính là cái mục mà các bạn liệt kê ra này. Chẳng hạn như là bạn là sinh viên mới ra trường, mới tốt nghiệp đại học, thì bạn liệt kê ra là cán bộ đoàn thì cấp tỉnh, cấp huyện. Hoặc là bạn có thể là bạn đang học tiếng Anh chẳng hạn, bạn có những cái bằng bằng có bằng cấp tiếng Anh. Đấy, bằng IC3. Đấy. Vâng vâng. Đấy, thì bạn liệt kê ra những cái thành tựu, và không quên là các bạn cần phải đưa vào mối quan tâm của các bạn nữa. Quan tâm của các bạn nữa. Đúng không? Chúng ta đưa vào mục này để làm gì? Thì mục đích của việc đưa vào mục này ấy, là để cho nhà tuyển dụng biết là chúng ta quan tâm những gì. Đấy. Chúng ta đam mê hứng thú gì? Đấy. Và tôi sẽ ví dụ cho các bạn một cái ví dụ cụ thể như sau. Một sinh viên đã viết như sau. Đây là một cái ví dụ của một bạn sinh viên viết này. Đó là bạn có những cái ngôn ngữ nào. Bạn ấy là sinh viên IT thì bạn ấy có thể lập trình được ngôn ngữ java.net. Đấy, bạn ấy có những bạn ấy nói được tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Khmer. Bạn ấy thuộc bạn ấy có thể làm với Microsoft Office, Word, Excel hoặc là PowerPoint. Đấy, bạn ấy nhấn mạnh ra. Đấy, bạn ấy có kỹ năng làm việc nhóm này, team working ấy, làm việc với nhóm này. Ok, tại đây chúng ta có thể liệt kê ra những cái như thế. Ở ví dụ đây thì tôi có thể liệt kê ra, ví dụ tôi viết như thế này. Đây là tôi có khả năng sửa chữa thiết bị y tế này. Có khả năng tìm hiểu và nghiên cứu về y học này. Đấy. Thông thạo tin học này. Tin học văn phòng. Đấy. Tôi có khả năng là nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào y học này. Đấy. Ví dụ như thế, tôi có thể tư vấn tài chính nữa, tư vấn chiến lược kinh doanh. Đấy. Nói nhỏ với các bạn là tiếng Anh tôi không tốt, cho nên là
Tôi copy từ Google dịch về. Tôi copy từ mạng về. Có gì nó sai thì các bạn mong các bạn thông cảm nhé. Đấy. Cái mục tiếp theo nữa chúng ta cần phải làm đó là mục Reader, tức là cái mục thông tin tham khảo. Cái mục này chúng ta viết như thế nào? Đây. Cái mục này thì nó không có cụm trái sau cả. Mục thông tin tham khảo, Reader. Thì các bạn có thể để thông tin là thông tin sếp cũ, đồng nghiệp của bạn nếu bạn đã đi làm. Đúng không? Nếu bạn vừa ra trường, bạn là sinh viên vừa ra trường thì nên đưa thông tin bạn bè của bạn vào, giảng viên dạy đại học. Mục đích của chúng ta là để làm gì? Đó là để nhà tuyển dụng có thể gọi điện xác nhận là bạn đã học ở đây, xác thực là những điều mà bạn đã nói với nhà tuyển dụng. Và cái mục này tôi lưu ý ấy, là lưu ý là mục này chỉ ghi khi nhà tuyển dụng yêu cầu thôi. Đấy. Tại đây thì cái mục này này. Ở cái mục này. Mục này thì bạn có thể thổ lộ những mục tiêu nghề nghiệp hoặc là sở thích cá nhân. Ví dụ như là bóng đá này, bóng chuyền này, sở thích đầu tư này, đấy, vân 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 này, đấy, bạn có thể liệt kê ở cái mục này. Đấy, ví dụ như là cái phần thông tin tham khảo của tôi đây, tôi đưa vào đây cho các bạn thấy đây. Thời gian của tôi là đơn vị công tác nào, bạn bè của tôi tên là gì, số điện thoại đơn vị công tác, sở thích của tôi tư vấn marketing. Đấy, thì chúng ta có thể làm như thế này, chúng ta viết như thế này và kết thúc lại thì chúng ta sẽ có được một cái bảng CV nó hoàn toàn đẹp và nó thích hợp. Chúng ta hãy xem lại cái CV của chúng ta nhé. Đấy, tên này, thông tin cá nhân này, bằng cấp này, những công việc này, kinh nghiệm này, kỹ năng chuyên môn này, thông tin tham khảo này. Đấy, mối quan tâm của chúng ta này. Đấy. Trong đó cái phần quan trọng của chúng ta đó là cái phần kinh nghiệm, là cái phần nền tảng học vấn. Phần này là phần rất quan trọng, và cái phần kinh nghiệm làm việc. Đấy, đấy là hai phần quan trọng. Có phần này nữa. Đấy, không có cái phần này thì nhà tuyển dụng không biết liên hệ với chúng ta như thế nào, thông tin cá nhân. Đấy, phần này nó cũng rất là quan trọng. Đó là ba phần quan trọng: thông tin cá nhân, nền tảng học vấn và kinh nghiệm làm việc. Và sau cùng thì tôi có thể tóm tắt lại ba mục mà chúng ta cần phải có, đó là thông tin cá nhân, kinh nghiệm làm việc, nền tảng học vấn. Hai mục mà chúng ta cần phải nhấn mạnh, hai mục chúng ta cần phải nhấn mạnh đó là sở trường, sở đoản của chúng ta. Sở đoản tức là những cái xấu, là những cái mà chúng ta chưa tốt đấy, nhưng mà nếu biết thôi, đúng không, thành tựu đã đạt được, mối quan tâm của chúng ta và mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng. Và hẹn gặp lại các bạn ở cái buổi chia sẻ tiếp theo nhé.